Gần đây, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc bất ngờ đi qua eo biển Ba Sĩ và tiến vào vùng biển phía đông nam Đài Loan. Vài ngày sau, nó quay trở lại biển Đông qua eo biển Ba Sĩ. Một số tàu khu trục cũng được điều động đến quân khu phía đông và nhanh chóng trở thành địa điểm xuất phát. Đây là một cuộc tập trận lạ lùng của Hải quân Trung Quốc. Không quân Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan cũng đã lên đến cao trào mới, song đó cũng chỉ là những hành động mang tính chính trị mà thôi, không có bất cứ giá trị quân sự, chiến thuật nào. Nội bộ quân đội Trung Quốc đang trải qua những cuộc thanh trừng và đấu đá lớn. Phải chăng việc Bắc Kinh điều binh khiển tướng rầm rộ như vậy cũng chỉ là một ma kịch chính trị để che đậy đi những tử huyệt của chính mình mà thôi? Đằng sau những cuộc tập trận kỳ lạ của Trung Quốc là gì? Ông Tập Cận Bình đang muốn phát đi thông điệp nào? Để trả lời những câu hỏi đó, còn chần chừ gì nữa? Hãy lên đường cùng Thế Giới Tiêu Điểm ngay bây giờ! Cuối tháng 8, tàu sân bay duy nhất của quân đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương USS Ronald Reagan đã quay trở lại cảng Nhật Bản, chỉ để lại tàu tấn công đổ bộ USS America đang tuần tra ở biển Philippines. Gần đây, tàu America cũng đã quay trở về cảng nhà ở Nhật Bản sau khi bóng dáng tàu chiến Mỹ khuất rồi. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc mới nhân cơ hội đó ra biển đánh trận giả. Tuy nhiên, tàu chiến Trung Quốc chỉ khởi động thôi cũng đã mất tới 48 giờ để làm nóng. Các tàu chiến khác cũng như vậy, không phải cứ nhận lệnh là khởi động liền ngay. Ngày 11 tháng 9, tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Ba Sĩ, từ biển Đông tiến vào biển Philippines. Quân đội Đài Loan lần đầu tiên đưa tin tàu sân bay Sơn Đông nằm cách mũi Nga Loan, Đài Loan 60 hải lý về phía đông nam. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng cử tàu và máy bay đi theo giám sát. Vào tháng 4 năm nay, tàu sân bay Sơn Đông thực hiện chuyến đi xa đầu tiên, quanh quẩn ở vùng biển Philippines ít nhất 18 ngày. Có lần có tiến đến gần đảo Guam của Mỹ. Tàu Sơn Đông rời cảng còn có một tàu tiếp liệu đi theo. Về lý mà nói, có thể tiến hành huấn luyện trong khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, 4 ngày sau, vào ngày 15 tháng 9, tàu sân bay quay trở lại biển Đông theo lộ trình tương tự. Cuộc diễn tập vội vàng đó cho thấy đây quả thực là một màn kịch chính trị mà thôi. Trong ít ngày qua, lực lượng không quân của Trung Quốc bất ngờ phá vỡ sự im lặng, điều động số lượng lớn máy bay chiến đấu quấy rối vùng trời phía Tây Nam và Đông Nam Đài Loan. Có lẽ là để yểm hộ trên không cho tàu sân bay Sơn Đông. Ngày 11 tháng 9, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc điều động 8 tàu chiến, trong đó có 2 tàu khu trục Thai 052D, 2 tàu khu trục hiện đại khác, 1 tàu khu trục Thai 052C, cùng với đó là 2 khinh hạm Thai 054A. Sáng sớm ngày 15 tháng 9, 5 tàu khu trục này là những chiếc đầu tiên trở về từ eo biển Miyako, Nhật Bản. Có thể thấy, những cuộc tập trận làm màu vô nghĩa của Trung Quốc có thể đang cố tình cho thế giới bên ngoài thấy rằng, mặc dù quân đội Trung Quốc gặp vấn đề lớn, nhưng vẫn có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Sau những cuộc tập trận dở dở ương ương như vậy, lại càng thành trò cười cho thiên hạ. Giữa tháng 6, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ rời Tây Thái Bình Dương quay trở lại đất liền. Quân đội Mỹ không điều động tàu sân bay nào thay phiên, chỉ có tàu sân bay USS Ronald Reagan đóng tại Nhật Bản tuần tra. Tháng 8 còn đi đến Úc. Quân đội Mỹ lẽ ra phải có thông tin tình báo liên quan tới việc lực lượng tên lửa của Trung Quốc xảy ra chuyện, nhưng vẫn bố trí một số cuộc tập trận theo kế hoạch. Trong tháng 7, quân đội Mỹ và các đồng minh đã tham gia rất nhiều cuộc tập trận bao gồm Northerners 23 tháng 2, Mobility Guardian 2023, Corps Thunder 23 tháng 2. Các cuộc diễn tập trong tháng 8 bao gồm Talisman Sabre 23 ở Australia và Alon 2023 ở Philippines. Ngày 28 tháng 8, quân đội Mỹ tiết lộ sáng kiến sao chép và chuẩn bị triển khai hàng nghìn máy bay không người lái, Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông John Aquilino nói với Trung Quốc việc Mỹ tấn công 1.000 mục tiêu trong vòng 24 giờ sẽ trở thành cảnh tượng địa ngục. Đó là lời đe dọa vô cùng nghiêm trọng đối với Bắc Kinh giữa lúc quân đội của nước này đang gặp những vấn đề nghiêm trọng trên thượng tầng. Thậm chí Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải nhúng tay vào giải quyết bằng một loạt cuộc thanh trừng. Biết được điều đó, quân đội Mỹ không ngừng đưa ra ngày càng nhiều hơn các biện pháp đe dọa bằng vũ lực đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, họ chỉ giữ lại một hạm đội tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương. Thực tế là làm giảm khả năng rủi ro và mức độ sẵn sàng chiến đấu cho chiến tranh. Xét cho cùng, chi phí vận hành hàng ngày của một tàu sân bay cũng rất đắt đỏ, vào khoảng 6-8 triệu đô la Mỹ. Sau khi lực lượng tên lửa của Trung Quốc thay đổi tư lệnh, chính ủy, quân đội Hoa Kỳ cũng biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đang gặp phiền toái.
và thế là Mỹ tiến tới đe dọa. Mỹ dọa nhưng Trung Quốc cũng chẳng dám hé răng đáp lại nửa lời. Vì họ hiểu ngay bây giờ, thực lực của họ chưa đủ để thách thức Washington. Quân đội Trung Quốc đang hỗn loạn, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không có thời gian để tính đến việc khai chiến. Hoa Kỳ có lẽ nhận thức rõ điều này, nếu không thì Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ không nói ra những lời lẽ đầy tự tin như vậy. Thậm chí có tướng Mỹ còn tuyên bố rằng, giờ đây quân đội Mỹ có thể vừa đi vừa nhai kẹo cao su. Bởi sau chiến tranh Ukraine thì họ chính là cường quốc quân sự duy nhất thế giới. Nói vậy chính là không coi Trung Quốc ra gì rồi. Những lời này có lẽ đã khiêu khích khiến Bắc Kinh không thể không sắp xếp một cuộc diễn tập dù chỉ là làm màu nhằm cố tình chứng tỏ rằng quân đội Trung Quốc không hề hỗn loạn và dường như vẫn đang sẵn sàng chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là liệu quân đội Trung Quốc có thật sự sẵn sàng chiến đấu hay không? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn luôn kêu gọi quân đội nước này dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Bản thân quân đội của Trung Quốc thường khoe khoang rằng khi được ra trận, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Đương nhiên, quân đội nước nào thì cũng có tinh thần quyết tâm cao trước khi khói lửa bùng lên. Nhưng khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử, những con người ấy mới thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Bạn nghĩ gì khi 70% quân đội Trung Quốc là con một trong các gia đình nước này? Liệu họ có dám xả thân về một lý tưởng xa vời, viễn vông của nhà lãnh đạo hay không? Vào ngày 14 tháng 9, hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc cũng điều động 3 tàu chiến đi qua eo biển Mizako, bao gồm một tàu khu trục Tai-052D, một khinh hạm Tai-054A và một tàu tiếp tế. Tuy nhiên, tàu tiếp tế của hạm đội Bắc Hải đã không tiếp tế cho các tàu chiến của hạm đội Hoa Đông. Cuối cùng, 5 tàu khu trục của hạm đội Hoa Đông đã trở về nhà chỉ trong 4 ngày sau đó. 4 tàu khu trục 055 của hạm đội Bắc Hải cũng không được điều động. Năng lực đóng tàu của quân đội Trung Quốc là rất lớn. Theo thông tin bị rò rỉ từ Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ ONI, năng lực đóng tàu của Trung Quốc lớn gấp 232 lần so với Mỹ. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về năng lực đóng tàu hải quân không ngừng nghỉ của Bắc Kinh, với tốc độ đáng báo động so với Washington. Trên thực tế, Trung Quốc cũng tuyên bố rằng việc sản xuất tàu chiến giống như nặng sủi cảo. Nhưng chiến tranh trên biển đâu phải là chỉ là những con tàu bằng sắt. Dù là tàu chiến hiện đại cỡ nào cũng đều cần phải có con người điều khiển. Sau việc đào tạo thủy thủ của Trung Quốc dường như đang không theo kịp tốc độ đóng tàu của nước này. Bởi thế, các tàu chiến mới có thể gặp nhiều vấn đề về vận hành, chất lượng, khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc bị nghi ngờ. Gần đây có tin đồn rằng tàu ngầm hạt nhân Tai-093 của Trung Quốc phát nổ khiến tất cả thủy thủ đoàn thiệt mạng. Dù đây mới chỉ là tin đồn chưa xác thực lắm, nhưng có vẻ như nội bộ quân đội Trung Quốc đang đổ lỗi cho nhau về vụ tai nạn này. Một số nguồn tin cho biết, tư lệnh hạm đội Bắc Hải không muốn chịu trách nhiệm và đã đổ lỗi cho Bộ Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, máy bay hoạt động trên tàu sân bay hiệu Sơn Đông đã cất cánh và hạ cánh khoảng 60 lần. Trong đó có hơn 40 lần cất cánh và hạ cánh đối với máy bay chiến đấu và khoảng 20 lần cất cánh và hạ cánh đối với trực thăng. Tàu sân bay hiệu Sơn Đông tuyên bố có thể chở từ 26 đến 32 máy bay chiến đấu. Nếu trước đây tải, một máy bay chiến đấu chỉ cất cánh và hạ cánh nhiều nhất một lần trong ngày. Nhưng số lượng trực thăng cất cánh và hạ cánh là quá nhiều. Vậy thì thực sự nó có thể sẵn sàng chiến đấu hay không? Ngày 26 tháng 5, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đang đi từ Biển Đông đến eo biển Đài Loan, thì đụng độ máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ. Bắc Kinh đã phải điều ngay máy bay chiến đấu C-16 từ đất liền ra đánh chặn một cách nguy hiểm máy bay trinh sát của Mỹ. Đó là một câu chuyện khá buồn cười, bởi vì tàu sân bay Trung Quốc vốn được cho là chuyên chở tiêm kích C-15, lại phải nhờ sự hỗ trợ từ trong đất liền. Có vấn đề trục trặc gì ở đây vậy? Chuyện này vốn diễn ra phổ biến trong quân đội Trung Quốc. Trong cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 11 tháng 9, Trung Quốc đã cử thêm máy bay chiến đấu đến hộ tống tàu sân bay Sơn Đông. Vào ngày 13 tháng 9, tổng cộng lượt 68 phi công Trung Quốc được điều động, trong đó có 40 phi cơ vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, hoặc đi vào vùng trời phía Tây Nam và Đông Nam hòn đảo. Trong thực chiến, nếu lực lượng không quân Trung Quốc điều động một số lượng lớn máy bay chiến đấu đi vòng về phía Đông Nam Đài Loan để bảo vệ tàu sân bay Sơn Đông, như vậy thì đúng là quá dở. Quân đội Mỹ sẽ triển khai các tiêm kích F-22 và F-35 ở Philippines. Hải quân Mỹ cũng có F-35C, thủy quân lục chiến thì có F-35B. Trung Quốc làm sao có thể giữ được tàu sân bay của mình đây? Trong trường hợp các máy bay chiến đấu của Mỹ và Nhật Bản từ Okinawa đến hỗ trợ, lực lượng không quân của Trung Quốc buộc phải cố gắng đánh chặn ở phía Bắc Đài Loan. Trong cuộc tập trận này, Trung Quốc đã điều thêm máy bay chiến đấu C-10 tới trước eo biển Đài Loan để bù đắp quân số, và dường như đang chuẩn bị đối đầu với máy bay chiến đấu F-16V của Đài Loan.
Nhưng điều đó sẽ khiến ba tuyến lực lượng của Trung Quốc sẽ bị dạn mỏng. Kết quả cuối cùng có thể là thất bại trên cả ba mặt trận. Trung Quốc có ý định chứng tỏ rằng các máy bay chiến đấu của họ có khả năng chiến đấu bên ngoài chủ đạo thứ nhất. Nhưng để tránh tên lửa phòng không của Đài Loan, họ phải đi vòng qua miền Nam Đài Loan. Họ dường như muốn chứng minh rằng, ngay cả khi lực lượng tên lửa hỗn loạn và tạm thời không thể chiến đấu, thì hải quân vẫn có thể được điều động bù đắp vào. Và ngay cả khi hải quân không thể cầm cự được lâu, thì không quân của Trung Quốc vẫn có thể được điều động và sẵn sàng cho các tác chiến trên cả ba chiến tuyến. Trên thực tế, máy bay chở dầu của Trung Quốc đã bay vòng quanh khu vực phía đông Đài Loan, bộc lộ vấn đề về hành trình bay của các máy bay chiến đấu của nước này. Việc đi vòng quanh khu vực phía đông của Đài Loan của hải quân Trung Quốc cũng đã làm lộ ra vấn đề về nguồn tiếp viện. Hạm đội Hoa Đông của Trung Quốc cử 6 tàu khu trục và 2 tàu bảo vệ tham gia diễn tập, nhưng không có tàu tiếp viện đi theo. 5 tàu khu trục lớn hơn phải quay về chỉ sau 3 đến 4 ngày. Trong thực chiến, một khi tàu chiến của Trung Quốc rời khỏi chủ đảo đầu tiên, e rằng không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Hộ tống tàu sân bay Sơn Đông là 2 tàu khu trục Thai 052D và 2 khinh hạm 054A. E rằng vấn đề tiếp tế phải được xem xét. Sức mạnh chiến đấu của khinh hạm Thai 054A rất hạn chế. Tự hộ tống khó, hộ tống tàu sân bay thực tế càng khó hơn. Nếu cử 4 tàu khu trục đi hộ tống thì một tàu tiếp tế có thể là không đủ để đáp ứng. Hạm đội của Trung Quốc khi di chuyển từ đảo Hải Nam đến eo biển Ba Sĩ đã tiêu hao không ít nguyên liệu. Khi đến biển Philippines, nguyên liệu có thể cạn kiệt trong vài ngày. Khi ấy, họ chỉ có thể bất chấp tất cả để tiếp nhiên liệu ở vùng biển nguy hiểm. Nếu quân đội Mỹ lợi dụng thời điểm này để tập kích đường không, tàu chiến và tàu tiếp tế của Trung Quốc sẽ cùng nhau bị tiêu diệt. Đó là chưa kể, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã phục kích ở vùng biển sâu này. Rồi tên lửa chống hạm và máy bay không người lái của Đài Loan cũng có thể theo sâu đi tới. Hiện Đài Loan đã phát triển các UAV chống bức xạ mang tên Kiếm Tường. Đây là loại máy bay không người lái tấn công chống bức xạ radar, có bán kính hoạt động trên 1.000 km. Nó có thể đưa hầu hết các trạm radar của Trung Quốc ở các tỉnh ven biển Đông Nam vào tầm tấn công. Ngoài ra, UAV này còn có thể tấn công tất cả các tàu biển hoạt động trên eo biển Đài Loan, bao gồm các tàu chiến và tàu sân bay của Trung Quốc. UAV Kiếm Tường thể tích nhỏ, có thể ở trên không liên tục 5-6 giờ, tốc độ bay đạt 200 km/h, tốc độ bổ nhào 500-600 km/h, có tính cơ động mạnh. Chiếc UAV này còn được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, sau khi được phóng có thể tự chủ né tránh mạng lưới hỏa lực của đối phương và tự tìm mục tiêu để tấn công. Quý vị nghĩ như thế nào về kịch bản tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu một cuộc tấn công vào Đài Loan? Liệu quân đội Trung Quốc vốn chỉ quen đánh trận trên giấy có thể đối phó được với liên quân Mỹ Đài? Xin hãy để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!